Hi, xin chào các mẹ. Chào mừng các mẹ đã đến với kênh Lady Blah Blah, kênh học tiếng Anh trực tuyến cùng cô Trâm Athena. Thì hôm nay cô Trâm muốn bàn luận với cả bố mẹ một số những cái quan điểm về giáo dục và tương lai của những cái học sinh mà học tốt hay là học không tốt ở trên nhà trường. Thì tất nhiên là những bạn học giỏi thì về sau sẽ có cuộc sống thành công hơn, và những cái bạn mà học mà chưa giỏi thì nó sẽ có những cái trắc trở ở trong cái con đường học thuật cũng như là cuộc sống tài chính về sau này. Tuy nhiên những năm gần đây thì nó lại có những cái quan niệm mới, đấy là những cái học sinh mà giỏi ở trong nhà trường ấy thì lại bị nghèo hoặc là thất bại, trong khi những học sinh mà học chưa giỏi lắm thì lại thành công. Tại sao lại có những quan niệm này? Thì mời bố mẹ hãy cùng theo dõi cái video này nhé. Đầu tiên ấy là cô Trâm muốn khẳng định một cái điều ấy là không có một người nào vừa giỏi vừa thành công mà lại không học hết ạ. Không học ở trong nhà trường nhưng mà họ học ở trong gia đình, trong cuộc sống và trong những cái trang sách nữa. Thì có một cái nghiên cứu gần đây nói rằng một cái CEO trung bình ý, CEO là giám đốc của một công ty nào đó, thì một CEO trung bình thì đọc 52 quyển sách mỗi một năm, tức là họ đọc rất là nhiều. Rồi, có những cái trường hợp hy hữu như là cái trường hợp của Bill Gates là CEO của Microsoft, hoặc là Mark Zuckerberg là CEO của Facebook, là tất cả những hai người đấy rất là nổi tiếng. Và họ nổi tiếng không chỉ là vì cái khoản cái tài sản của họ cũng như là những cái sản phẩm mà họ tạo ra, họ nổi tiếng còn là họ là những cái người mà bỏ học từ các cái trường đại học rất là lớn. Thì điều này dẫn tới một cái số quan niệm sai lầm là người ta nghĩ học làm gì, những người nổi tiếng, những người giỏi, những người giàu người ta đều bỏ học đấy thôi. Nhưng mà thực chất ý, những cái người này người ta học rất là nhiều, và kể cả khi mà họ bỏ học ấy thì họ cũng vẫn tiếp tục học hỏi và vẫn tiếp tục phát triển bản thân. Và nên nhớ là trước khi họ là những sinh viên của những cái trường top ở trên thế giới là thứ nhất, và trước khi mà họ bỏ học ấy là họ đã tích lũy được một cái khoản kiến thức rất là lớn rồi, và họ cảm thấy như là nhà trường không có dạy cho họ những cái kiến thức mới nữa, thì họ phải tìm những cái kiến thức đó từ những cái trang sách hoặc là những cái sản phẩm mà họ tạo ra. Thì đó chính là cái việc học. Như là Warren Buffett ấy là một cái nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới mọi thời đại, thì ông ở tuổi bát tuần rồi mà ông vẫn đọc hàng ngày, và ông ấy đọc từ lúc ông ấy nhỏ, từ 8 tuổi ông đã bắt đầu nghiên cứu về tài chính rồi, và đã biết đọc những cái bảng cân đối tài chính của các cái doanh nghiệp rồi. Thì đến giờ này 80 tuổi mà ông vẫn tiếp tục đọc. Chúng ta phải đồng ý với nhau một cái quan điểm ấy, đấy là việc học ấy thì dù ở trong nhà trường hay là ở ngoài nhà trường thì nó vẫn luôn luôn phải diễn ra và được diễn ra đối với những cái người mà thành công. Rồi, thế bây giờ lại giải thích tại sao lại có những cái câu chuyện mà họp lớp là các bạn này là 20 năm về trước thì học rất là kém, nhưng mà bây giờ thì lại rất là giàu có và thành công và hạnh phúc. Thế mà có những cái bạn ấy mà ngày xưa học rất là giỏi nhưng mà bây giờ chỉ là sống tà tà thôi, và không có cái sự phát triển nở rộ gì về mặt sự nghiệp cũng như là gia đình. Tại sao lại có cái hiện tượng này? Thì chúng ta phải đi sâu một chút vào cái lý thuyết của giáo dục. Sau khi mà cô Trâm làm việc với cả rất nhiều học sinh ý, thì cô Trâm có thể tự tin mà dự đoán ra chính xác đến 80% rằng là những bạn học sinh nào ấy về sau sẽ trở nên giàu có, và những bạn học sinh nào về sau trở nên túng thiếu về mặt tài chính, cũng như là những bạn học sinh nào trở nên hạnh phúc và những bạn học sinh nào trở nên không có hạnh phúc lắm. Để giải thích cho hai cái vế đầu tiên ấy, là giàu có và túng thiếu về mặt tài chính ấy, thì chúng ta phải đi sâu vào lý thuyết của giáo dục một chút. Đấy là người học ấy, đấy là cái thiên hướng tự nhiên của người học. Kiểu người học thứ nhất là kiểu người học theo phong cách gọi là diễn dịch, và kiểu người học thứ hai là theo phong cách quy nạp. Thế những cái người mà học theo phong cách mà diễn dịch ý, diễn dịch tức là gì? Tức là lý thuyết đi trước và bài tập đi sau. Những người này ý, tiếp thu rất là nhanh những cái lý thuyết mà trên nhà trường cô giáo, thầy giáo dạy, những cái công thức này hay là những cái quy tắc thì các bạn học rất là nhanh, bởi vì là các bạn học theo cái phong cách mà diễn dịch mà. Vì
Và các bạn chỉ cần 1 đến 2 ví dụ là các bạn có thể hiểu được bài rồi. Những bạn này thì học thường học rất là giỏi và thường là đứng ở top đầu của lớp. Thì những cái bạn này là những cái bạn về sau sẽ có cái sự phát triển về mặt học thuật rất là cao. Nhưng mà tùy cái giáo dục ở trong gia đình, giáo dục về mặt thái độ, giáo dục về mặt tâm lý thì sẽ dẫn tới những cái kiểu người thứ nhất này là cái người mà vừa thành công về mặt học thuật và vừa thành công về mặt cái tâm lý, thái độ. Thì là những cái người này thường là người ta sẽ trở thành những cái nhà khoa học hoặc là nghiên cứu hoặc là thầy cô giáo. Rồi, còn nếu mà giáo dục gia đình mà chưa được tốt lắm, cái tâm lý, cái thái độ của các bạn ấy chưa được ổn định lắm ấy, thì nó sẽ dẫn tới một cái kiểu người thứ hai, đấy là cái người mà như kiểu lúc đầu chúng ta đã nói là sống tà tà ấy, tức là những người này người ta nghĩ người ta rất là thông minh và người ta không cần phải cố gắng lắm để có thể làm được cái chuyện gì đó, cho nên là nhiều năm và họ cứ nhiều năm như vậy thì họ sẽ mai một đi cái kỹ năng giải quyết vấn đề. Và họ thường xuyên là thành công ở trong cái vấn đề học thuật, cho nên là họ rất là sợ thất bại. Cho nên khi mà làm ăn cái gì đấy, thì khi mà làm ăn thì tất nhiên nó sẽ phải thất bại rồi đúng không? Thì họ thất bại một lần, hai lần thì họ sẽ nản chí. Hoặc là thậm chí có những người còn không dám bắt đầu cơ, bởi vì là họ sợ thất bại mà. Thì đấy là kiểu người học thứ nhất nhá, là những cái nhà khoa học này, những cái thầy cô giáo ở trên nhà trường này. Họ sống rất là hạnh phúc và họ rất là phát triển về mặt học thuật. Còn cái loại thứ hai là loại học sinh mà cũng phát triển về học thuật nhưng mà họ không thỏa mãn về cái cuộc sống của họ. Đấy, rồi, thế là cái nhóm phong cách học thứ nhất nó sẽ dẫn tới hai cái kiểu người học đấy, hai kiểu người. Rồi, khi đến mà cái nhóm thứ hai, cái phong cách thứ hai đấy là phong cách học theo kiểu quy nạp. Thì phong cách học quy nạp là gì? Phong cách học quy nạp tức là các bạn ấy phải học qua rất là nhiều kênh khác nhau, như là ví dụ, rất là nhiều ví dụ và rất là nhiều trải nghiệm cá nhân để các bạn có thể rút ra được một cái chân lý hoặc là một lý thuyết. Thì những người này nghe chừng thì có vẻ như là chậm hiểu, rồi là khó tiêu hóa. Thế nhưng mà thực ra là các bạn ấy để mà có thể theo kịp được những cái người đồng trang lứa khác hoặc là có thể giữ được cái vị trí mình ở trong cái lớp học mà ở cái vị trí top sau ấy, là các bạn phải cố gắng rất là nhiều và các bạn phải đối mặt với rất là nhiều thất bại. Thì cái lúc đó là lúc mà các bạn được đào tạo về cái kỹ năng xử lý khủng hoảng rồi xử lý những cái thất bại. Thì những cái người này lớn lên, những cái học sinh này lớn lên ấy, thì sẽ tất nhiên là cũng sẽ phân ra là hai loại khác nhau. Và thứ nhất ấy, nếu mà giáo dục trong gia đình mà tốt với kỹ năng về thái độ ấy, thì những bạn này sẽ trở thành những cái thương gia này, những cái nhà chủ doanh nghiệp này. Họ làm việc bất chấp ngày đêm và bất chấp những cái thất bại, họ đầu tư, họ làm tất cả mọi việc để có thể thành công ở trong một cái lĩnh vực nào đó, bởi vì họ đã được đào tạo từ nhỏ rồi và họ không có sợ thất bại. Còn cái loại thứ hai ấy, là khi mà tâm lý của các bạn ấy không có ổn định lắm ấy, rồi thái độ của bạn chưa được tốt lắm, thì các bạn ấy sẽ trở nên những cái người lao động thông thường. Thì càng ngày xã hội nó càng phát triển lên thì họ sẽ trở thành những cái công nhân hoặc là những cái nhân viên văn phòng bình thường. Cái nhóm người thứ tư này thì họ sẽ có cái cuộc sống tương đồng như cái nhóm người thứ hai ở cái ví dụ trước, ở cái nhóm người học trước. Tuy nhiên ý, đây cũng chỉ là một cái quan điểm cá nhân cũng như là cái phỏng đoán từ cái kinh nghiệm cá nhân của cô Trâm mà thôi. Và nếu có đúng ý, thì nó cũng chỉ đúng ở cái tỷ lệ phần trăm là 80% thôi. Còn 20% còn lại ý, là do cái quyết định của các bạn đấy, cũng như là cái sự lựa chọn hoặc là cái giác ngộ của chính bản thân cái người học, cũng như là từ gia đình đấy. Thì nếu mà bố mẹ mà phải có những cái người con như thế, có người con từ nhóm học và diễn dịch này hay là nhóm học quy nạp ấy, thì trước tiên là mình phải hiểu con mình đã, con mình nó học theo kiểu nào thì mình phải đầu tư theo kiểu đấy, mình phải sao sát nó theo kiểu đấy. Ví dụ như là nếu con của các anh chị là thuộc kiểu học diễn dịch thì tất nhiên là nó sẽ phát triển học thuật rất là dễ dàng rồi. Thì các anh chị phải tạo ra những cái thử thách, tạo ra những cái nhiệm vụ rất là khó và tạo ra những cái nghịch cảnh để cho con vượt qua, cùng với cả một cái thái độ tích cực rèn luyện cho các con. Còn nếu mà con mình ý, là thuộc vào cái diện mà học theo kiểu
quy nạp, tức là phải học nhiều ví dụ ấy, thì các con đã rất là kiên cường trong cái việc cố gắng rồi, thì bây giờ mình phải đầu tư thêm cho con về mặt học thuật, là phải dạy con theo những cái điều mà con dạy con theo cái phong cách mà con muốn học, tức là phải cho nó học thật là, phải cho nó thật là nhiều ví dụ và cho nó thật là nhiều cái tiếp xúc với cái kiến thức thì nó mới có thể tìm ra được chân lý một cách dễ dàng. Thì đó chính là những cái lời giải thích cho những cái hiện tượng xã hội đấy của cô Trâm, và những cái lời khuyên dành cho bố mẹ. Hy vọng bố mẹ sẽ có những người con cực kỳ thành công và có những người con cực kỳ hạnh phúc. Nếu bố mẹ thấy cái video này hữu ích thì hãy cho nó một like hoặc là chia sẻ cho các bố mẹ khác để tất cả các con của chúng ta có thể trở nên hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.